Giới thiệu với mọi người, đây là một chiếc máy đùn xúc xích lạp xưởng, hay còn gọi là sử dụng là lòng dồi nữa. Thì hiện tại trước mắt mọi người đây là cái máy là 3 lít nhá, sử dụng trong kinh doanh. Còn anh chị em ở bên gia đình là nên mua cái dòng 2 lít, nó sẽ nhỏ hơn. Thì hôm nay sẽ giới thiệu mọi người cái cách vệ sinh của cái máy này. Chúng ta coi như là đã sử dụng xong rồi nhá, thì nó sẽ có thịt thiếp các thứ ở bên trong ấy. Thì chúng ta sẽ cần phải đẩy lên này để lấy cái ống này ra. Trước hết là phải đẩy lên này. Cái này thì nhồi lòng dồi hay là xúc xích lạp xưởng đơn giản lắm, ép hết vào trong cái ống. Thì cái ống này nó sẽ có 4 cái, mọi người lưu ý nhá, to nhỏ khác nhau. Thì hiện tại đây là cái mức nhỏ nhất, nhỏ thứ hai, để cho bên xúc xích, còn lòng dồi thì người ta dùng cái to hơn. Chúng ta sẽ lấy lên này. Muốn lấy cái ống này chúng ta sẽ đẩy ra phía đằng sau, đúng không? Sau đó kéo lên. Đấy, là lấy ra được này. Còn trong trường hợp mà anh chị em muốn thay cái này hoặc là tháo ra để vệ sinh thì chúng ta sẽ tháo như thế này. Vặn ngược chiều kim đồng hồ nhé, để mở ra này. Đấy, nó sẽ ra như thế này. Đây nữa, nó sẽ ra của cái máy này, nó sẽ có 3-4 cái ống. Đây sẽ là 4 cái ống này. Còn về phần này, mọi người vệ sinh nhớ phải tháo cái này ra, tháo cái mặt đĩa này ra. Tháo cái mặt đĩa này ra. Thì trong cái mặt đĩa này sẽ có một cái gioăng, đây gọi là gioăng của máy đun xúc xích này. Mọi người lưu ý nhá. Là cái mọi người đây này, chúng ta sẽ để như thế này, thì cái mặt nhỏ hơn sẽ phải úp xuống dưới, còn cái mặt to hơn như thế này thì chúng ta sẽ để bên trên. Chúng ta dùng tay kẹ nó ra này. Như thế này là một, sau đó mình vệ sinh như thế nào thì mọi người tùy chọn, đơn giản rồi đúng không? Còn về cách lắp ráp vào, chúng ta sẽ lắp ráp vào để cho mọi người xem như thế này. Cái mặt nhỏ hơn sẽ ở bên dưới nhá mọi người nhá, mặt nhỏ hơn sẽ bên dưới rồi, cân rồi, lắp nó vào này. Đấy, ví dụ như trong trường hợp mình muốn sử dụng cái to hơn hay cái ống ấy, thì chúng ta sẽ để như thế này, luồn vào. Sau đó thì chúng ta sẽ cắn vào đây. Chúng ta sẽ vặn chặt vào. Đấy. Sau đó thì chúng ta đổ thành phẩm vào đây. Ví dụ như lòng dồi, ví dụ như xúc xích đã xay xong, hoặc là lạp xưởng xay xong. Chúng ta để vào như thế này, nghiêng nó, góc nghiêng trước nhá, sau đó thì đẩy vào. Và chúng ta bắt đầu quay vào. Đơn giản như thế, chúng ta đùn ra. Thì cố gắng là đùn như thế nào thì do mỗi người thôi. Đây, để giới thiệu mọi người cách tháo lắp của con này, vệ sinh của con này, sao cho nó hợp lý nhất, đảm bảo các cái vấn đề về an toàn vệ sinh.